anh đi hát á, thì ngoài cái đam mê của mình á, thì là gia đình có ủng hộ cho anh không? Ba anh là cái người phản kháng đầu tiên, không thích. Cho tới lúc mà anh thi bằng tú tài đôi xong rồi đàng hoàng rồi đó, dạ, thì ba anh mới nói là ba sẽ lo giấy tờ đầy đủ, passport, kiếm trường cho con đi qua bên Pháp, con đi học tiếp tục. Cái thì anh mới nói ba cho con một tuần lễ rồi con trả lời được không. Ổng tưởng là để nó đi suy nghĩ thôi coi như thế nào, phải không? Cái nói bây giờ đi đâu, ở nhà hay là đi đâu mà suy nghĩ. Cái con nói con có mấy người bạn rủ con đi ngoài Vũng Tàu chơi, con đi Vũng Tàu mấy bữa rồi con về đó. Khi mà ở Vũng Tàu về rồi thì ba anh mới nói là sao, trả lời cho ba biết có đi hay là không. Hễ đi thì phải sửa soạn quần áo tuần tới là đi rồi. Cái anh nói ba, con nói thiệt với ba, con chỉ muốn ở lại Việt Nam, con trở thành ca sĩ thôi, con không muốn đi học nữa. Thì vừa nói xong cái đó là ông tát cho anh hai cái rồi té lăn dưới ấy luôn. Cả nhà thân mến, cả nhà ơi, hôm nay chúng ta lại trở lại với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Ôi lâu quá rồi, hôm nay chúng ta mới có một cái dịp để mà gõ cửa thăm nhà lại của những nghệ sĩ ở tại Mỹ. Hôm nay đến một cái nhà mà gọi là của một nghệ sĩ mà Nga rất là thần tượng. Cả nhà đã từng coi Elvis Presley chưa? Để cái mái tóc mà xéo lên đó, xong rồi cầm đàn hát rồi róc rồi quằn quại. Thì hôm nay sẽ gặp một nghệ sĩ mà ngày xưa người ta cũng ví nghệ sĩ này giống như Elvis Presley, đó là nghệ sĩ Elvis Phương. Yeah! Mọi người ơi, Thúy Nga vừa bước tới căn nhà của nghệ sĩ Elvis Phương. Hello. Trời ơi, dạ, em chào lâu lắm Elvis Phương. Anh khỏe không? Thấy vậy là thấy khỏe rồi nha. Anh có biết là Nga hôm nay tới nè. Bây giờ sẵn ở đây là cái bữa nhà con gái anh nó say như vậy đó. Anh hái cho Nga một cặp. Dạ. Nha. Dạ. Được không? Cái bữa này bữa gì mà nhìn nó ngon ha, giống như là bưởi ổi á quý vị. Mấy đứa nhỏ nó nói là bưởi ổi Biên Hòa đúng không? Đúng rồi, bưởi ổi á, nên là cái trái nó nhỏ nhỏ. Dạ. Anh chọn cho em mà hai cái bưởi nào mà cảm thấy mà ăn được á. À. Có cái trái này dạ, được không? Được. Nước chắc có lẽ nó chín á. Không, trái nước này ăn ngon nè. Cái trái này nó nước trái nữa. Nó chín cay đó. Phải đủ một cặp mới được không? Dạ, phải đủ một cặp chứ. Đây. Bên này. Dạ. Đây nè. Thank you. Thank you nè, Phương đã hái cho tới nhà một cặp bưởi. Anh ơi, bây giờ chúng ta có thể vào trong nhà trò chuyện được không? Đúng rồi, ngồi đây nó nắng quá. Bây giờ mình vô nhà nói chuyện đi. Mặt đời ta không có ai, hãy cho nhau một lời, dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai. Vô nhà. Cái nhà dễ thương quá mọi người. Rất là ấm cúng nha. Ủa anh em với Phương, cái nhà này của anh mua lâu chưa? Không, cái nhà này của con gái anh. Con gái lớn. Con gái lớn thành ra nó dạ. Cũng giống như bố nó đó.
nó sống karaoke hoài à. Hai vợ chồng là cứ hát túi bụi luôn vậy đó. Đây mọi người ơi, ủa anh em với Phương rồi con gái anh không có theo nghề hả? Không, không có, không theo nghề. Hai cha con cứ nói chuyện về hát sướng rồi. Nó còn rủ anh thâu cho nó một cái đĩa CD riêng hai cha con hát đó. Anh nói ok, kỳ này là thâu đó. Thâu đi. Rồi. Em bắt không buộc phải thâu. Nhưng mà em cài view giùm luôn cho. Bây giờ chúng ta vào cái ghế mình ngồi mình trò chuyện về những kỷ niệm về con đường nghệ thuật của anh Elvis Phương nha quý vị. Thật sự anh Elvis Phương là một cái người nghệ sĩ gạo cội đàn anh rất là lớn. Mà mình nó vào đây thì cũng không biết là sẽ nói cái gì. Thì bây giờ mình hỏi từ từ từng câu một đi. Rồi. Cái thời gian vừa rồi á, em có nghe nói là vợ chồng của anh chị á, về Việt Nam ở luôn. Mà không hiểu tại sao là bây giờ lại về Mỹ. Ở luôn thì không có ở luôn đâu. À, đi đi về về. Thí dụ như năm này ở bên kia nhiều hơn chút, thì năm sau ở bên Mỹ nhiều hơn. Còn về Việt Nam cứ đi đi về về vậy thôi. Đó, à, là, cái thời đó là qua Mỹ hồi là tháng 6 năm ngoái, năm tháng 6 tháng ở anh chỉ ở khách sạn không à. Ủa gì hả? Nhà con gái, nhà con trai, nhà em út rồi này kia đó anh không ở, tại vì mình sợ trong cái mùa vậy rồi nhỡ mình tới mà mình bị bệnh gì mình lây cho nó, cứ sợ con Covid như vậy đó, cái đụng một cái dính. Dính. Rồi uống thuốc 10 ngày rồi này kia xong xuôi hết rồi bây giờ free COVID free. Nhưng mà mình không có triệu chứng gì anh chị hả? Cái ngày đầu của trời ơi ho nó đau ngực đau quá trời. Nhưng mà qua ngày sau cái là hết nó nhẹ nhẹ lần gây rồi mình đi bác sĩ là hết luôn. Anh chỉ lo một cái là mình ho rồi đau ngực với lại nói chuyện cái giọng nó đổi hẳn luôn á. Bây giờ mà nói chuyện với anh thì em mới biết là anh có một cái nỗi sợ COVID đến mức độ mà anh Elvis Phương khi mà trở lại Mỹ mấy tháng trời ròng rã hai vợ chồng chỉ ở khách sạn thôi thì tốn một cái số tiền chi phí hơi bị khủng anh ha. Tại vì người cao tuổi, thanh niên cao tuổi rồi mà. Người ta nói mấy người cao tuổi là cái sức đề kháng nó yếu lắm. Thì nói chung là anh cũng đã qua một cái biến động nhẹ nhưng mà đã làm cho anh không còn sợ hãi nữa, nên bây giờ anh đã trà trộn đi về nhà con gái ở rồi bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với câu chuyện nghệ thuật anh ha. Thì em muốn hỏi là anh Elvis Phương có thể chia sẻ cho em biết là có phải vì là anh đam mê hay là thần tượng nghệ sĩ Elvis Presley mà anh lấy Elvis Phương không, hay là cái tên nó từ đâu mà ra? Hồi lúc anh còn đi học đó, có tới nhà người bạn chơi, cái thì nhà của anh bạn đó họ có cái đĩa của Elvis, thì cái bài này mà là cái bài anh thích nhất hay nghe ở trên đài radio rồi này kia đó, thì mới mượn cái đó về. Cái bao đĩa đó thì có cái hình Elvis cầm guitar vậy nè. Cái lúc đó mình đâu có tiền bạc gì đâu mà để mua cái guitar hay gì đó. Cái có thằng bạn đó, nó có cái guitar mà nó đứt hết dây đờn, nó còn có một dây thôi à. Đó, nó cho mà cái thùng đờn nó cũng bể hết trơn à. Rồi cái mình cũng lấy cái guitar đó về, đóng cửa buồng tắm lại, cái là đứng trước kiến ở trong buồng tắm, cái cũng nhúng nhảy đâu, đưa làm kiểu rồi làm dáng rồi này kia cho nó giống Elvis. Đó là anh mê Elvis từ nhỏ rồi. Rồi xong rồi đi hát á, người ta nói đừng có lấy cái tên Mỹ, người ta cứ tưởng mình là chắc là mẹ Việt Nam cha Mỹ thì sao mà đặt tên Mỹ không. Cái có một thời gian cái mấy người bạn suối cái nói thôi mình lấy tên là Ngọc Phương đi, ca sĩ Ngọc Phương đi, tại vì anh là tên họ là Phạm Ngọc Phương đó. Cái nói thôi ngọc thì thấy ghê quá, thôi lấy Thanh Phương. Có thằng dạo có mấy tháng anh lấy là Thanh Phương, còn cái lúc sau cái anh nói thôi Thanh Phương rồi cũng được, thôi anh viết Phương là anh viết Phương thôi. Nhưng mà cái thời điểm đó anh cũng thích cái nhân vật ca sĩ nổi tiếng mà Elvis Presley á, thì hồi đó anh mê cái bài hát gì mà anh có thể hát nó y chang như vậy không? Hồi đó anh thích cái bản là bản Blue Shoesu đó. What is one for the money, a two for the show, to be together when I don't go. Đó, hồi đó anh nói là anh mê Elvis đến cái độ mà anh đi ra ngoài đường á, mua những cái sách báo nào hồi đó cái nhà sách Xuân Thu đó, anh hay vô đó hay dở mấy cái báo như là Ciné Revue, Ciné Monde, Salut les copains rồi này kia. Cái báo nào mà nó có cái tên hay là cái hình của Elvis cũng mua về cắt cái tên dán trên vách tường. Mê thần tượng đến như vậy đó, dán. Rồi dĩa nào có anh cũng đi chạy đi kiếm tiền mua để đầy hết cái. Mà lần đầu tiên anh đứng trên sân khấu và cái bài hát mà anh hát là cái bài hát tên gì không? Thì anh là xuất thân ở trong trường Pháp.
là cái trường trung học Lycée Jean-Jacques Rousseau. Lúc anh còn đi học là anh nhớ anh đó là 1963. Nhưng mà anh toàn hát nhạc ngoại quốc không. Nhưng mà có một hôm anh đi một cái hội chợ của mấy bà sơ, thì thấy trên hội chợ có sân khấu, có ban nhạc rồi này kia nữa. Cái mấy người bạn anh lên sân khấu hát đi Phước, lên. Nói thôi thôi, tao đâu có biết hát nhạc Việt Nam nào đâu mà đẩy lên, ở đây người ta chơi nhạc Việt Nam không, người ta đâu có chơi mấy bản rock của Pháp, của Mỹ đâu mà tao hát được. Cái mấy người bạn cứ nói kệ, lên đại đi, mày hỏi ban nhạc họ đánh được mấy bản nào mày quen đó, mày hát đi. Anh lên cái anh hát mới có được có một bản, hai bản nhạc Tây rồi này kia, nhạc Pháp đó. Dạ. Cái ở dưới có mấy người nói hát nhạc Việt Nam, làm anh hết hồn luôn á. Cái anh mới sực nhớ ra hồi xưa đó, ở nhà đó ba má anh hay mở radio rồi này kia. Dạ. Nghe chị Thanh Thúy đó, ca sĩ Thanh Thúy đó, bà hát cái bản Nửa Đêm Ngoài Phố, rồi mình nghe riết rồi cái cũng nhập vô đầu của mình cũng biết rồi. Cái anh hát tới buồn và hồn không tên thức giấc nửa đêm, tới cái đoạn giữa, qua cái đoạn giữa xong xuôi cái ban nhạc phải solo, ban nhạc đang solo vậy, cái anh kêu ngừng giùm tôi, ban nhạc hỏi hả sao vậy ngừng, không hát nữa hả, nó không phải, làm ơn đánh giùm tôi cái bản này cũng tông đó đó nha, nhưng mà đánh điệu rock giùm tôi. Anh vô ngay cái khúc giữa đó, nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố hoa đèn, có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thêm. Trời ơi, khán giả dưới nó vỗ tay quá trời qua đất đó. Hát đó em biết Phương là rock thôi. Một người nghệ sĩ mà muốn nhanh chóng chinh phục được con tim khán giả và nổi tiếng thì là phải tạo một dấu ấn riêng. Thì thật sự hồi nhỏ lúc đó em khoảng 10 tuổi, mười mấy tuổi, anh là những cái băng đĩa để em xem hết, nên là em nhớ cái phong cách của anh. Nhạc đó xong rồi rock đó, cái rock của anh đó là rất là mê luôn. 50 năm rồi anh ha. Không, đúng cái năm ngoái đó là anh hát được 60 năm rồi. Sáu mươi năm rồi. Hả? Ồ, một cái chặng đường mà không ngừng nghỉ đó nha. Lúc mà anh ở bên Tân Đảo đó, nó nằm ở gần nước Úc, thì anh đã bắt đầu đi hát rồi này kia đủ thứ. Yeah. Chung với lại anh Joe Marcel. Yeah. Với chị Thanh Lan. Yeah. Với Cathy Huệ. Và mấy năm sau anh mới về bên Paris, anh ở bên Pháp. Qua bên Pháp rồi cái sinh hoạt mà về đi hát nhiều á không. Yeah. Có không có giống như bên Mỹ. Giờ đó anh mới đi Mỹ sau đó. Nhưng mà khi anh đi hát á, thì ngoài cái đam mê của mình á, thì là gia đình có ủng hộ cho anh không? Ba anh là cái người phản kháng đầu tiên, không thích. Cho tới lúc mà anh thi bằng Tú Tài Đôi xong rồi đàng hoàng rồi đó. Dạ. Thì ba anh mới nói là ba sẽ lo giấy tờ đầy đủ, passport, kiếm trường cho con đi qua bên Pháp, con đi học tiếp tục. Cái thì anh mới nói ba cho con tuần lễ rồi con trả lời được không. Ổng tưởng là để nó đi suy nghĩ thôi, coi như thế nào phải không. Cái nói bây giờ đi đâu, ở nhà hay là đi đâu mà suy nghĩ. Cái con nói con có mấy người bạn rủ con đi ngoài Vũng Tàu chơi, con đi Vũng Tàu mấy bữa rồi con về đó. Khi mà ở Vũng Tàu về rồi thì ba anh mới nói là sao, trả lời cho ba biết có đi hay là không. Để đi thì phải sửa soạn quần áo, tuần tới là đi rồi. Cái anh nói ba, con nói thiệt với ba, con chỉ muốn ở lại Việt Nam, con trở thành ca sĩ thôi, con không muốn đi học nữa. Thì vừa nói xong cái đó là ông tát cho anh hai cái rồi té lăn dưới ấy luôn. Má anh chạy ra can cũng không được nữa. Ông mới nói rằng là không có đi đâu hết á, nhà này đó không có muốn chứa một cái người nào mà làm nghề ca sĩ đi hát hết trơn á. Cái lúc đó anh đau quá rồi, thì má anh ra cũng đứng kế cũng ôm anh, sợ ông đánh thêm nữa đó. Dạ, dạ. Cái anh cứ ngồi đó hoài. Cái một chút nữa cái ông đi xuống rồi tại nhà anh rồi có một dãy phòng ngủ ở đằng sau nữa. Cái ông nói được rồi, muốn làm ca sĩ với gì đi gom góp quần áo. Ra khỏi nhà tôi hôm nay, đừng ở trong cái nhà này nữa. Anh xuống phòng của anh đó, phòng riêng. Trời ơi, có thể tưởng tượng không? Từ cái chữ Elvis Presley, trừ cái hình Elvis Presley, mỗi cái dĩa, rồi cái đồ hát, cái máy hát rồi của anh đập nát hết trơn rồi. Anh chảy nước mắt, anh ôm mấy bộ đồ anh đi.
đến khi nào thì ông ba anh ổng chấp nhận hay như thế nào mà anh thuyết phục được? Anh đi ra khỏi nhà khoảng 1-2 năm. Khi đó anh mới đi hát. Anh đi hát mới có tiền chứ. Ban nhạc á thì cái tiền mà đi làm được đó mới trích ra một cái số tiền mướn một căn nhà. Dạ. Thì một buổi tối kia anh đi làm ở một cái club Mỹ ở Long Bình á, thì khi anh về đó thì xe vừa ngừng lại. Anh dòm cái ủa. Sao bữa hôm nay cái bà mà giúp việc sao bà quét dọn, bà nấu cơm sẵn rồi mà bà về chưa mà cái cửa sắt đó còn hở ra mà ở trong còn bực đèn nữa. Cái nó chết rồi, chắc cái này cái có ăn trộm hay đâu đó. Cái thì tất cả chạy xuống, anh chạy đầu tiên thì anh mới đứng nhìn cái cửa vậy, anh thấy má anh ngồi ở trong đó. Không biết làm sao mà má anh biết cái chỗ. Cái anh vô cái ngồi xuống cái con nói ủa sao má biết chỗ con ở đây mà má tới để làm gì vậy mà giờ này má chưa về. Cái má mới nói bà nói bà nhớ con đi về đi. Đi về. Trời ơi. Câu chuyện thì thật sự là nó quá xúc động anh. Nhiều cái câu chuyện mà trong cái cuộc đời anh rất buồn đó. Thì trong lúc đó cái là anh hát nhạc Việt nhiều nữa, cái là anh mới bắt đầu người ta nhắm vô anh đầu tiên là cái bản mà lời cuối cho em nè. Anh Văn Em một lần cuối đó này kia đó. Hồi lúc anh hát cái bài đó là lúc đó anh đang làm ở trên nightclub Queen Bee, bà xã của anh, bà xã trước mất đi rồi đó. Hồi lúc mà Nguyễn Vũ viết cái bài đó đó thì bà xã anh còn sống mà đi nghe anh hát mấy bài đó, bà thích bài đó lắm đó. Thì em nhớ cái thời điểm mà đỉnh cao sự nghiệp của anh á, thì anh có một cái bài hát mang tên đậm chất Việt Nam đó, gọi là Yêu Em của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Em ơi anh muốn nói rằng sao em còn mãi hững hờ, khi anh chọn lòng yêu em thiết tha. Thì anh có thể chia sẻ cái giai đoạn đó là anh hot cái bài hát đó như thế nào? Lúc đó anh cũng vẫn đi hát ở các nightclub vòng vòng Sài Gòn Chợ Lớn rồi này kia đó. Dạ. Thì một bữa đó anh mới vừa đậu xe đi vô trong trong cái nightclub Queen Bee đó. Dạ. Thì anh mới vừa bước tới cái cửa vô đó thì có một người trẻ chạy lại nói anh Huy Phương Phương. Anh lại anh mới nói là tôi là Lê Hữu Hà. Tôi là người viết nhạc rồi này kia, với lại tụi tôi có một ban nhạc kêu là Phượng Hoàng. Hôm nay tôi mạo muội đến gặp anh, tôi có bài hát này là bài hát đầu tay của tôi nè, thành ra bây giờ tôi muốn nhờ anh coi thử coi anh có thích cái bài hát này không, thì anh có thể hát bài này rồi anh thâu văn giùm tôi được không. Yeah. đó là bản Yêu Em. Thế là anh về anh tập anh hát rồi này kia, cái đường thâu xong rồi này kia đàng hoàng rồi. Cái là có một ngày cách đó cỡ chừng dài 3 tuần hay gần tháng, ông Lê Hữu Hà ông lại mò tới ngay cái chỗ đó. Ông nói ông mừng quá, ông nói trời ơi anh biết không, cái bản này là tôi viết đầu tiên cho người bạn gái tôi đó, khi mà anh thâu rồi phát ra rồi này kia đó, bây giờ tôi lấy bả rồi, bà là bà xã tôi đó. Đó lúc đó cái anh Hà anh nói hay là anh nhập ban đi, vô ban Phượng Hoàng ấy. Thì cái anh mới hỏi là ban nhạc Phượng Hoàng giờ đi làm đâu vậy, thì mấy người nói đang làm ở Katina. Yeah. Là cái đường Đồng Khởi bây giờ đó, thì ban Phượng Hoàng của anh Lê Hữu Hà mới mời anh về cộng tác. Thì bắt đầu từ cái ngày đó cho tới bây giờ đó, đi tới chỗ nào anh cũng hát toàn là nhạc của Phượng Hoàng hết. Là coi như mình ví mình thôi nha. Dạ. Chứ mình không dám nói nha. Mình ví mình như là cái người giữ lửa cho Phượng Hoàng. Nói chuyện với anh Nel với Phương thì thật sự nó quá nhiều câu chuyện. Không biết là con đường nghệ thuật của anh á, anh có một cái kỷ niệm nào mà anh không bao giờ quên không? Nếu mà nói mà có thì anh có rất nhiều. Thì nhưng mà anh, cái câu chuyện mà anh thấy là anh rất là may mắn, anh có một người vợ bây giờ. Yeah. Đã sống với anh trên 40 năm rồi. Wow. Đó. Anh nói thật, nếu mà cái năm mà anh mổ tim đó mà không có chị Hoa bên cạnh đó thì chắc anh cũng chết lâu rồi. Cái thời điểm đó là ở Mỹ anh? Ở Mỹ. Anh đi hát ở bên Pháp. Cái phi trường ở bên Pháp đó, phi trường Charles de Gaulle đó, nó, cái đường đi ra máy bay nó rất là dài. Yeah. Mà anh cứ đi một chập là anh đứng lại.
nó đau ngực quá chịu không nổi mà mình không biết mình tim anh chưa biết gì hết trơn đó, thể mà đi nhanh một chút xíu thôi đó là đau. Lúc đó anh còn Chí Tài với lại Phương Loan với má của Phương Loan là ở bên Hawaii đó. Dạ. Còn nói anh là ông phải đi kiếm cái ông thầy thuốc bắc này nè, ông có cái loại thuốc mà làm cho mình không có bị đau tim. Dạ. Nhưng mà anh cũng không biết là anh có đau tim hay là không hay là cái gì nữa. Về tới Mỹ cái là chị Hoa nói anh là phải đi khám bác sĩ đi. Thì lúc đó mới đi khám ông bác sĩ Nguyễn Phúc Vĩnh Kim. Cái ông khám xong cái ông ngồi ông chích cho anh một cái loại dye đó, là cũng giống như một cái nước màu vậy đó. Dạ. Nó chạy vô hết mấy cái gân rồi này kia thử coi nó bị nghẹt chỗ nào. Thì cái đường nước nó màu xanh đó, nó chạy. Nó chạy lên tới cái chỗ mà cái đường dẫn máu của tim chính của tim đó, nó dẫn lên óc rồi này kia đó. Nó nghẹt 98%. Nghĩa là anh có thể ngủ cũng có thể chết, bất đắc kỳ tử. Cái anh nói chết bây giờ phải làm sao bác sĩ? Cái ổng nói là bây giờ đi theo với tôi vô nhà thương Fountain Valley đây mổ liền, tức khắc. Cái anh nói không được bác sĩ ơi, tháng tới tôi cũng đầy xô hết rồi mà sao. Cái ông nói không có xô xíu gì hết trơn, tham mê nghề nghiệp dữ gì đó. Bây giờ muốn chết hay sao? Muốn chết thì muốn xô đó con. Ba lại nói không có xô xíu gì hết đó, đẩy ông đi mổ cho rồi đi. Dạ, dạ. Là đẩy anh vô mổ luôn. Lúc đó cái thời điểm đó chị Hoa là cũng đã là bà xã anh rồi, bà đúng xã không? Anh rồi đó. Thôi bây giờ chắc em muốn gặp luôn bà xã anh, có nhà không? À có. Có hả? Mình ơi. Trời ơi mình ơi. Chị Hoa, nãy giờ là em nghe trong cái câu chuyện của anh Elvis Phương nó nói về chị với một cái tình cảm thiết tha và một trái tim yêu thương và trân trọng, thì chị có thể chia sẻ cái kỷ niệm lần đầu tiên hai người gặp nhau ở chỗ nào và như thế nào mà để mà 40 năm sống bên nhau mà hạnh phúc như vậy? Nghĩ là anh Vương, anh sợ chị chết sớm không ai lo cho anh. Ngày đầu tiên gặp nhau. Thôi để anh kể dùng nha. Anh kể đi. Chị đang e thẹn như gái 18 đó. Cái chuyện tình nó bắt đầu như thế này. Anh lúc mà đi hát ở bên Houston á, dạ. Texas, có người bạn. Một người bạn nói tôi quen với hai người bạn này là bạn thôi, rất là dễ thương. Mà hai người này cũng ở cùng nhà nữa, cũng kêu là tên Hoa hết. Một người á là Lệ Hoa, còn một người là Liên Hoa. Liên Hoa là người Nam, Lệ Hoa là người Trung. Để tôi giới thiệu rồi cái cho ông quen với mấy cô này dễ thương lắm. Cái tới nhà lúc đó cũng dồn rồi, bà nào là Liên Hoa, bà nào là Lệ Hoa. Cái mới chỉ chị Hoa. Đó. Cái thì nói bữa nay thì cũng không có mua đồ ăn gì nhiều hết á, chỉ có nấu cháo rồi đó thôi, mua cháo nhẹ nhẹ ăn chơi. Cái bữa cháo đầu tiên đó, Thúy Nga có biết cái gì sao không? Nấu cháo mà bị khê. Ủa mà ai nấu vậy, chị nấu hả? Đây, ăn quá trời luôn á. Ủa tại sao lại ăn quá trời? Phải, trời ơi, nói người đẹp mà nấu mà mình không ăn thì mình chê là kỳ lắm. Lúc sau bữa đó, anh về anh mỗi lần hai vợ chồng ngồi nói chuyện là anh nhắc lại đó, nói bà ơi, bà có nhớ nè, bà cho tôi ăn cái cháo lú đó, là tôi lú lẫm tôi mê bà luôn á. Đó. Bố phải kể là ngày kế bố đi ra phi trường bố gọi cho Hoa. Ngày không chưa xong mà. Còn người xin ngủ lại nhà nữa chứ. Trời cái màn xin ngủ lại nhà hay nè. Xin ngủ lại mà biết làm sao không? Nhà chật quá, tại hai người là hai phòng rồi. Mà mới quen mà tự nhiên mà ngủ chung phòng thì kỳ quá. Xin trên cái chiếu như cái mà anh ngủ ngoài hành lang đó. Trời ơi dễ thương vậy. Lên tới sáng luôn ngay rồi đưa anh ra phi trường. Cái rồi đi về rồi cái anh ngồi nghĩ sao nói mới gặp người ta mới này kia mà sao mà bây giờ mình lên phi trường mình đi về quyến luyến sao mình nhớ quá vậy, không biết sao. Cái mò cái cha mò gì vậy mò kiếm tiền bắt cắt bỏ vô gọi đó. Trời, em tưởng anh mò cái gì may quá người trời mới hát xong người ta phát lương cho mình là toàn tiền chẳng không à, làm sao có bằng cắt. Thời đó chưa có điện thoại. Phải quá còn 25 cent bỏ vô được điện thoại lợi nói chuyện. Anh mới nói không hiểu tại sao mà làm cái gì mà tôi dương dấn quá, bây giờ tôi sắp sửa lên máy bay về lại Cali rồi mà tôi
tôi nhớ quá không biết làm sao. Bây giờ tuần tới đó là tôi hát ở bên Louisiana đó, New Orleans đó. Có thể mời đi qua coi được không? À, rồi cái sau đó chị Hoa có qua không anh? Qua liền luôn, mừng quá, qua giải trai dưới trần. Đi đón á, không có vali, không có gì hết trơn á. Sách có cái bóp nhỏ nhỏ thôi, không có sửa soạn gì hết á. Thế hả? Mà lúc đó vòng còn thơ ngay đến nỗi vậy đó. Mà lúc đó son cũng có nó đánh vaseline. Nhưng mà người ta giác một cái tấm thân ngọc ngà tới là được rồi. Không, nhưng mà đâu bố nói cần... là bố thích Hoa như vậy mà. À. Đúng không? À. Bố nói vậy nè, bố gặp ca sĩ lúc nào cũng son phấn, bố thấy Hoa vậy, bố thương, bố có nói thiệt, đúng không? Ừ. Xong cái đêm đó là gục luôn hả anh? Đêm đó mình động phòng đúng không? Yeah. Nói chuyện cười, tới sáng luôn. Nói chuyện cười không mà giỡn, anh là hay nói chuyện gì chuyện Tiểu Lâm lắm. Không có đụng chạm một cái gì đó, nói chỉ chuyện có nắm tay vậy. Ờ, nắm tay nói chuyện, kể chuyện vui cười. Trời ơi, mới quen rồi sao nó ách tắc người ta dữ vậy? Tại vì em thấy anh nhanh lẹ quá đó. Leo lên sân khấu á, hát nhạc giật mạnh, nhạc rock rồi này kia giật gần vậy nhá. Nhưng mà nói chuyện hay là cái gì đó toàn nhạc xì lô không. À vậy đó hả? Xì lô nó đi từ từ mà nó thấm lâu lắm. Rồi bố kể là bố về tốn tiền điện thoại quá. À. Mỗi tháng là tốn thời đó là ngàn đô. Mỗi tiền điện thoại với nhau tốn quá đó. Anh nói thôi, bây giờ mình phải có một cách là làm sao mình mua cái điện thoại đó về luôn rồi mới được. Cái là xin hỏi cưới luôn. Ồ, làm lẹ luôn đó hả? Lúc đó chị sợ thay đổi á. Dẫn ra ngoài Mary, ngoài tòa rồi này kia. Làm hôn thú luôn. Làm hôn thú luôn. Trời ơi, người ta nói thời buổi giờ người ta rất là sợ cái câu quá nhanh, quá nguy hiểm. Nhưng mà thực sự cái mối tình của anh Elvis Phương với chị Hoa giống như là một cái sự sắp đặt của tiền kiếp, có hẹn hò nhau. Quá nhanh nhưng mà không hề nguy hiểm nha quý vị. Người ta vẫn tồn tại đến 40 năm. Năm nay là 41 năm rồi. Tháng 8 năm tháng 80 tới bây giờ đó. Nhưng mà trong cái quá trình hai anh chị ở bên cạnh nhau là không có giận nhau miếng nào luôn. Không có bao giờ có to tiếng với nhau hết trơn á. À, chị cứ thấy làm thinh là biết giận đó. Dạ, còn dạ. Cái lại năn nỉ đó. À, giận sao được. Mỗi lần mà thí dụ như muốn giận á hả, anh nói bà nha, tôi mà bỏ đi á là tôi đi xa lắm đó nha. Bà trong mong kêu tôi về. Cái bà nói làm gì đi xa, đi gần gần đi chứ đi xa gì. Cái bà nói ồ vậy là bà không biết gì hả, càng đi xa anh càng nhớ em. Trời ơi, chị đã giống như là theo anh 41 năm rồi, chị có một cái nguyện vọng gì cho hết cuối cuộc đời mà chị có thể chia sẻ để cho chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà nghe và biết được cái tình yêu của chị dành cho anh là như thế nào không? Cái nguyện vọng của chị á, dạ, là anh hứa chị sao anh mới giữ lời. Ủa, anh hứa gì vậy? Bố hứa bố sống 104 tuổi phải không? Anh hứa anh phải hát tới 104 tuổi lận. À, anh sống với chị lúc nào anh lẫn thì thôi. Khi nào mà anh không hát được nữa, cái người đầu tiên biết là anh không hát được là đây. Chứ không có ai hết. Mỗi lần anh hát là chị vẫn còn xúc động. Đi hát bây giờ là chỉ một cái niềm vui. Anh nói anh không hát được là anh không biết làm cái gì. Nhiều khi đưa ngồi coi tivi vậy nè, anh cũng giật nhạc, anh hát hò hay hát quỷ. Vậy hả? Anh học bài hát đó, tối đi ngủ đó. Anh cũng hát. Đừng có tưởng anh ngủ nha, anh hát. Mới này nè, trong giấc ngủ anh hát luôn hả? Anh hát luôn. Mới này nè bố, Covid nè. Trời ơi, chị thức hoài, chị sợ quá, chị thấy ủa sao đắp mền mà sao cái chân ổng cứ rung vậy. Chị ngồi chị coi đi, cha bị cái gì vậy ta? Chị lại bố ơi, bố ok không? Bố ok không bố? Ừ. Giật mình ổng kêu, bố ok. Tại sao bố rung quá vậy? Bố đương hát. Trời ơi, đánh nhịp á. Nó vừa phải thôi ông ơi. Dễ sợ lắm á. Chị nói thiệt chị hãi hùng luôn á. Nhưng mà cái thời điểm đó là cả anh chị đều dính hết. Đều bị hết. Đều dạ. Dính hết, nhưng mà chị sợ ảnh, tại vì ảnh bị mổ tim nên với chị thấy ảnh cứ rung vậy nè. Với lại còn lớn rồi. Dạ. Nên chị không ngủ nha. Gần 2 tuần chị không ngủ. Cái lúc mà Covid hết á thì Hoa nói mỗi câu nói nè, bây giờ Hoa phải ngủ. Chị ngủ 2 ngày liên tiếp luôn. Cái này chị nói thật. Tại vì chị nghĩ là thôi ảnh sống rồi. Bây giờ Hoa phải ngủ. Chị ngủ. Ảnh làm thì làm, chị ngủ cũng gần 2 ngày. Nên chị phải nói thật sự, anh này ảnh mê hát quá. Mê một cách mà chị nói thiệt chị không tưởng tượng nổi. Thêm một cái này nữa là, cái này là chị phải nói xấu ảnh này. Không bao giờ muốn rịch vợ rời xa một bước. Chị đi làm tóc, làm mặt facial cũng ngồi đó chờ anh chơi game. Ngồi cửa anh chờ. Đến độ mà mấy người nó nói là không có thấy một người đàn ông nào, chứ đừng nói ông Nguyễn Phương. Rồi cái ông nhắn chị, ủa nói một tiếng mà xong chưa cưng. Ở facial người ta đâm mất nạ, đâu có nói được. Bố ơi, đi đâu chút đi. Không chịu đi chờ 2 tiếng. Đây là một cái sự mất tự do.
Không, chị phải hãnh diện điều đó. Không, tại vì diện. Một cái người nghệ sĩ nổi tiếng, người ta rất là đào hoa và rất là nhiều có bóng hồng theo. Nếu mà chị xảy ra một cái là sẽ có người theo. Nhưng mà anh em với Phương là một cái trường hợp điển hình và không giống ai cả. Là anh không bao giờ rời xa vợ. Anh kể một chuyện nữa là phải kể luôn. Kể nói với chị. Bao nhiêu lần chị nói bố ơi, bố vô bác sĩ, bố phải biết bố uống thuốc gì. Lần nào bố vô bác sĩ là bố cũng phải kêu hoa vô. Người ta tưởng bố là bố bị Alzheimer, bị lẫn. Không, bố muốn vợ vô. Bác sĩ hỏi anh uống thuốc gì, kêu vợ Phương vô. Anh chỉ có một câu trả lời thôi. Bất cứ đi bác sĩ nào hỏi anh uống thuốc gì rồi kia đó, anh nói thuốc gì mà vợ tôi đưa cho tôi uống. Chỉ có ở trên đời này chỉ có cái thuốc ngừa thai là tôi chưa uống thôi. Chỉ có vậy thôi. Rất là đáng yêu. Ơi, Thúy Nga cũng rất là cảm ơn anh em với Phương và chị Hoa, một đôi vợ chồng mà tuy cao tuổi nhưng mà rất là hồn nhiên nhí nhảnh. Anh rất cảm ơn Thúy Nga và nhà tổ chức chương trình này cho anh một cái ngày rất là vui. Dạ, em phải nói là em cảm ơn anh rất là nhiều. Ngày hôm nay là anh em với Phương đã chia sẻ câu chuyện rất là hay, tất cả cung bậc cảm xúc từ lúc trẻ cho đến lúc bây giờ luôn. Bây giờ là Thúy Nga xin tạm biệt chương trình. Và cả nhà ơi, nhớ đón xem chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà một lần nữa. Thúy Nga và anh em với Phương và chị Hoa xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt và xin cảm ơn quý vị đã có thời giờ để mà xem chương trình nha.